nhà không? Chị ơi. Chị có ở nhà không chị ơi? À, lại là em à? Vâng chị. Vào nhà chị chơi đã. Vâng. Nhà ngồi. Vâng chị. Nhà ngồi đi. Chị cũng chưa làm được ghế đâu, em ngồi trên giường. Em về lâu chưa? Là em mới tới. Chị đang làm gì chị? Chị đang làm cái vườn đằng sau nhà, trồng ít rau để ăn. Nhiều không chị? Ít thôi. Con chó đẹp thế. Vâng. Dạ, hôm qua em có đến nhà chị, thấy chị không có con chó nào thì em mang sang cho chị để trong nhà. Không phải mang sang đâu mà, em giúp chị nhiều lắm rồi. Dạ không sao chị. Em cũng có yêu thế nhỉ. Cái cú nhà chị chắc thích lắm đấy. Ôi cú nhà chị đi đâu rồi? Đi học rồi. Con chó này của nhà em hay là em mua về đấy? Dạ, con chó này của nhà em thôi ạ. Nó đẻ nhiều nên là em mang sang cho chị. Thế chị cảm ơn nhé. Dạ. Chó này có đuôi à? Dạ, chó này giống cụt đuôi ạ. Đẹp thế nhỉ. Cái cụ nhà chị thích con chó lắm đấy. Em ngồi đây để chị đi lấy tí nước cho em uống nhé. Dạ. Nó yêu quá nhỉ. Em uống nước này. Dạ em xin ạ. Con chó đáng yêu thế. Con chó đáng yêu thế. Đặt tên cho nó chưa? Dạ em chưa đặt đâu chị. Thế là tên Bông nhá. Con chó này ngoan lắm chị ạ. Nhìn thấy nó ngoan rồi, nó cứ nằm một chỗ rồi. Nó hay nằm ấy. Chà. Nhẹ em. Nó béo lắm chị. Úi dồi ôi nằm. Ôi nó ngủ này. Mày đây ngoan nha. Ở đây chơi với chị nha. Nào tao lại sang chơi nha. Ở đây có em bé, em bé thích em. Thích em Bông này lắm luôn ấy. Thôi chị. Em nhà, chiều nhà em có việc nên em về ạ. Thế nào em lại qua chơi với hai mẹ con chị nhá. Dạ vâng. Nào rảnh em qua chơi ạ. Cái Bông này cứ để cho em bé nuôi. Nào em lại sang chơi ạ. Thì em về nhá chị. Về cẩn thận nhá. Dạ. Bây giờ Bông ở với chị nhá. Ở với em bé nhá. Ê chạy. Đáng yêu quá. Bông nằm xuống đây nè. Chạ. Thì chị tháo cho Bông nè. Ngoan nhá. Em bé đi học về em bé chơi với Bông nhá. Mẹ lên ở đây ta ngoan nhá. Đáng yêu quá này. Ngồi xuống. Lười thế. Chút chút chút. Dậy ngủ à. Trời ơi. Chút 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 chút. Lười thế. Lười đứng dậy thế.
Mày đây ngủ nhá, để tao còn đi làm nhá. Nhá.
viên tốt tốt đấy mà. Thịt ngon. Sáu là. Chỗ này 55.000. Thì miếng 55 à? Thank you.
Con gái ơi. À. Bông đâu rồi? Bông á. Đi lên. Đi lên. Thank you.
Để mẹ lấy cơm. Con gái ơi này. Con ăn đi con. Con ăn đi nhá. Ăn nhiều vào nhá. Con nói chuyện với nhà con ơi. À, ăn no đó. Xin cảm ơn mẹ. Ừ. Bỏ ăn cùng nhóc cái câu. Ừ, con ăn nhiều lắm nhé. À. Con bỏ dép ra này. Con bỏ dép ra này. Đấy, con đây, dừng đi. Con lấy đợi mẹ nhé.